giới thiệu cái dòng đàn này là Senki Guitar Ottawa Canada, loại này của bên Canada nha. Đàn này coi chưa bao giờ mọi người thấy đâu, thấy cái đàn như thế này chưa, cái đàn như cùi bắp nè, cổ nó như vậy đó. But yeah, being fretless and having the logging site up north. You don't see what's been sitting around in the forest, buried by moss. Yeah, it's supposed to be a little volume slider so you can like swell and
some diminuendo as you're playing. Oh, okay. Put your thumb on there. Oh, yeah. It barely works, boom. Yeah. I'm thinking like a little ring or something would be better if you could actually like put your thumb in there and then you could move it better. No tone. I like no the divot. Oh, no tone. Yeah. The divot does make sort of the works. Thumb pretty well. Yeah. I can see taking a, an evening or an afternoon to like get used to it. And so it's just the unit of the pickup. Yeah, it's just a volume control. Nice. Cái gì đồ hộ nó nói là hay đó 5,000. How much did you 6,000 for these two. 6,000? Yes. 6,000. Đó, hai cây này đều 5,000 hết. À, 6,000. Sau hai cây này đều 6,000 hết nha. Còn cây này 5,000. 5,000 nó chỉ... Cây này kia volume. Yeah. Volume nó chỉnh đây này. Đây, volume. 5 cơ thôn nha. Đó, volume. Đặc biệt. Cái phiếu đàn này. Chúng ta không có một cái chăm kỹ nè. Cái đi thẳng luôn một mạch luôn mà. Rất là đặc biệt. Cái này 5,000. Cái này 6,000. 6,000, 6,000. Hàng 6,000. Đây là hàng đồ cổ nha. Hãy thích cho đồ cổ mua này. Và cái dòng đàn này của thành phố Austin, Texas. Cái này nhìn rất là đẹp. Đạt 5 giây. Đây là 5 giây, là mít 5 giây. Làm ở Mỹ. Chữ văn tế xe. Đây là mít 5 giây. Nhà. Rất là đồng. Và cây này là đàn 5 giây, màu rất là đẹp. Là màu gì đây? Xanh đậm. Là blue black. Đây. Xin cho ba cây này thôi. Ý, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ. Được.
ra. Bị đường thớt, mọi loại nó được lý đông hết. Mà không biết mình nó đỡ được rồi. Cái này nó bán á, mà giá bao nhiêu đây là không biết. Cái dòng này là Pink Golden Guitar, Miami, Florida. Pink Golden. Thank you for stopping by again, man. Yeah. I'll follow you. Yeah, yeah. I got you. Wow, beautiful. Mm-hmm. Thank you. Solid wood? Yeah. Yeah. How about the one? This one's 4,475. Oh, 4,475.